Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Hàng hóa thị trường. Xung đột Đông Âu kéo dài đặt ra cho Ukraine những thách thức về mặt kinh tế. Trong hoàn cảnh này, tình trạng tắc nghẽn ở khu vực biên giới giáp với Ba Lan khiến cho Ukraine thêm nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, chính quyền Warsaw không nhân nhượng và yêu cầu sự công bằng trong hoạt động vận tải. Trái ngược với thái độ cứng rắn của Ba Lan, Bulgaria thông báo sẽ nối lại hoạt động nhập khẩu nông sản từ Ukraine, một cú hích cần thiết đối với chính quyền Kiev. Trên thị trường năng lượng, giá dầu ở mức thấp giúp cho hoạt động giao dịch trở nên sôi động. Mỹ mạnh tay bổ sung kho dự trữ với tuyên bố chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống. Hoạt động giao thương sôi động cũng là tia sáng cho ngành vận tải biển. Doanh nghiệp Maersk thông báo kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Nam Á. Cùng với sự phát triển của khu vực, nền kinh tế kỹ thuật số là sự chuyển đổi tất yếu của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, đâu là hướng đi khả thi cho các doanh nghiệp khi tham gia lĩnh vực thương mại điện tử? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với những ý kiến đa chiều trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Ukraine. Theo thông báo phát đi ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã yêu cầu Liên minh châu Âu khôi phục giấy phép quá cảnh đối với các tài xế xe tải của Ukraine khi biên giới giao thương giữa hai quốc gia bị chặn lại từ ngày 6 tháng 11. Hành động ngăn trở này đã được các tài xế Ba Lan thực hiện với yêu cầu EU khôi phục quy định để các tài xế Ukraine phải có giấy phép mới được hoạt động ở khu vực biên giới, giống như tài xế xe tải của các quốc gia châu Âu khác. Vào năm trước, giấy phép quá cảnh với Ukraine được bãi bỏ sau khi xung đột Đông Âu bùng phát. Các tài xế xe tải Ba Lan cho rằng ưu tiên dành cho Ukraine dẫn đến tình trạng cạnh tranh không công bằng. Ngoài các tài xế Ba Lan, nông dân Ba Lan và tài xế Slovakia cũng lên tiếng phản đối bởi lo ngại Ukraine có giá dịch vụ rẻ hơn. Pavel Osgala, một tài xế xe tải người Ba Lan nói với Reuters, Ukraine có lợi thế với làn đường riêng và phương tiện của họ rời đi nhanh hơn, trong khi chúng tôi vẫn phải xếp hàng. Chúng tôi vẫn muốn giúp Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga và ủng hộ việc vận chuyển viện trợ hoặc là đạn dược. Tuy nhiên, chiến tranh và kinh doanh là hai vấn đề khác biệt. Được biết, từ đầu tuần, Ukraine đã phải mở thêm một đường vận chuyển mới ở khu vực biên giới khi hành động ngăn trở của các tài xế xe tải tạo ra hàng dài ùn tắc đến 18 km ở cửa khẩu giáp với Ba Lan. Trong lúc giao dịch với Ba Lan bị ngăn trở thì hoạt động xuất khẩu của Ukraine có chuyển biến tích cực khác. Thông báo mới đây từ Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Bulgaria cho biết quốc gia này sẽ nhập khẩu trở lại các nông sản từ Ukraine. Theo trang tin The New Voice of Ukraine, cũng đã cho hay sau một cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine, thì Bộ trưởng Nông nghiệp Bulgaria đồng ý khôi phục hoạt động nhập khẩu các sản phẩm hoa hướng dương, hạt cải dầu, ngô và lúa mì từ Ukraine. Trước đó, chính quyền Bulgaria đã ký một bản ghi nhớ với Hội Nông dân Bulgaria với cam kết hạn chế nhập khẩu nhiều loại nông sản Ukraine đến ngày 30 tháng 11. Sau thỏa thuận đạt được với Ukraine, Bộ trưởng Nông nghiệp Bulgaria cho biết chính phủ đã thực hiện đúng cam kết với Hội Nông dân. Với thỏa thuận mới, hai quốc gia sẽ giám sát chặt chẽ để đảm bảo cân bằng lợi ích cho người tiêu dùng, các nhà sản xuất và các công ty chế biến. Thông báo vào tháng 9 của Ủy ban châu Âu cũng cho biết cơ quan này sẽ không kéo dài thời gian hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine sang các nước láng giềng, gồm có Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Trước đó, 5 thành viên EU lập luận rằng nông sản của Ukraine được miễn thuế khi xuất khẩu đã gây hại cho ngành nông nghiệp các quốc gia khác, dẫn đến lệnh hạn chế được áp dụng từ ngày 2 tháng 5 với những mặt hàng như là lúa mì, hạt cải dầu, hoa hướng dương và ngô. Sau khi Ủy ban châu Âu không kéo dài thời gian hạn chế, Ba Lan, Hungary và Slovakia đưa ra các lệnh cấm đơn phương, mở rộng danh sách các sản phẩm bị cấm bao gồm bánh ép hạt cải dầu và bột mì, cũng như cám ngô, bột mì và các sản phẩm phái sinh. Tổng danh sách hạn chế nhập khẩu của Hungary lên đến 24 sản phẩm. Trước động thái này của ba quốc gia láng giềng, Ukraine đệ đơn kiện lên WTO với cáo buộc phân biệt đối xử trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các cuộc đàm phán hiện nay liên quan đến những thỏa thuận cấp phép để nông sản Ukraine có thể xuất khẩu theo một cơ chế xác minh bắt buộc. Thưa quý vị, tính chất cạnh tranh trên thị trường nông sản đã trở nên quyết liệt hơn và trên thị trường năng lượng, hoạt động giao dịch cũng trở nên sôi động. Business Insider đã đưa tin Mỹ đang mạnh tay bổ sung lượng dầu dự trữ nhưng tiến độ mua vào bị ảnh hưởng bởi năng lực tiếp nhận của các kho hàng. Vào năm trước, chính quyền Tổng thống Biden đã rút 180 triệu thùng từ kho dự trữ để ổn định giá dầu. Hiện tại thì khi giá dầu đang ở mức thấp, Mỹ cần nhanh chóng bổ sung kho dự trữ.
Phát biểu trên kênh Bloomberg ngày 4 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ David Tusch cũng đã cho biết chính phủ đang mua vào với tốc độ nhanh nhất có thể. Mặc dù vậy, kho dự trữ có giới hạn về năng lực tiếp nhận nên Mỹ chỉ có thể mua vào với tiến độ là 3 triệu thùng một tháng. Phương án khác được tính đến là các hợp đồng tương lai. Thứ trưởng David Tusch cũng đã cho biết 3 triệu thùng một tháng là số lượng mua vào tối thiểu. Các giao dịch trực tuyến sẽ giúp cho Mỹ có đủ số lượng dầu để phản ứng khi cần thiết. Vào lúc này, sau khi sản lượng Mỹ lập đỉnh cao kỷ lục 13,2 triệu thùng một ngày, dầu WTI ở mức 73 đô la một thùng, giảm mạnh so với khoảng giá trên 90 đô la một thùng vào tháng 9. Giao dịch sôi động trên thị trường năng lượng sẽ là động lực tốt cho ngành hàng hải. Tập đoàn vận tải Maersk cũng đã cho biết sẽ đầu tư hơn 500 triệu đô la để có thể mở rộng cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng ở khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch, đến năm 2026 thì Maersk cũng sẽ muốn bổ sung công suất kho chứa ở các quốc gia là Malaysia, Indonesia, Singapore và Philippines lên 480.000 m². Chi tiết hơn, nguồn vốn sẽ được tập trung tại cảng Tanjung Pelepas của Malaysia với mục tiêu biến khu vực này trở thành trung tâm hậu cần tích hợp quan trọng để giảm chi phí và đơn giản hóa chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Trong năm 2022, Malaysia đã ghi nhận gần 37 tỷ đô la từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó thì dòng vốn vào lĩnh vực dịch vụ và sản xuất lần lượt có mức tăng trưởng 55,1% và 78,3%. Ngoài dự án bổ sung kho hàng thì Maersk cũng công bố kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng nhiên liệu xanh, thí điểm xe tải chạy bằng nhiên liệu diesel sinh học và vận hành xe tải chạy điện vào giữa năm 2024. Vincent Clark, giám đốc điều hành của Maersk cũng đã cho rằng Đông Nam Á là khu vực tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á-Thái Bình Dương. Khoản đầu tư của doanh nghiệp khẳng định cam kết trở thành nhà tích hợp hậu cần toàn cầu nhằm giải quyết các nhu cầu đa dạng của khách hàng nhưng vẫn kiên định với tiến trình khử carbon. Vào tháng 9, thì Maersk cũng đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 500 triệu đô la vào việc hiện đại hóa và mở rộng giao dịch thương mại tại các cảng là Rijeka của Croatia và Lázaro Cárdenas của Mexico. Cùng với sự phát triển của thế giới, hoạt động thương mại điện tử Việt Nam ước tính sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng trên 25% và xuất khẩu trực tuyến đang dần trở thành một xu hướng. Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2023, những khó khăn chung của kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của hoạt động thương mại Việt Nam, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2022 và kéo dài sang năm 2023. Tuy nhiên, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vcom ước tính thương mại điện tử Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng trên 25% và đạt quy mô trên 20 tỷ đô la. Hai tín hiệu tích cực nhất của ngành thương mại điện tử là giá trị mua vào ngày càng cao và người tiêu dùng ngày càng thành thạo kỹ năng mua sắm trực tuyến. Đánh giá về quá trình thích ứng chuyển đổi số của các doanh nghiệp hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp thương mại điện tử rất tích cực trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số. Theo đó thì nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh xuất khẩu qua thương mại điện tử, xuất nhập khẩu trực tuyến cũng đã được đánh giá là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Dự đoán về sự tăng trưởng của nền kinh tế số thì bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc nghiên cứu hành vi khách hàng đại diện khu vực phía Bắc tại Nielsen IQ Việt Nam cũng đã cho rằng người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu sẽ là cơ hội cho thương mại điện tử, bởi mua sắm online là một trong những biện pháp giúp giảm chi phí trong thời kỳ suy thoái kinh tế, do đó mà các doanh nghiệp cần tận dụng tốt cơ hội này. Theo ý kiến của chuyên gia, kinh doanh trực tuyến là môi trường không giới hạn và thay đổi rất nhanh, do đó các doanh nghiệp muốn tồn tại không phải chỉ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, giá cả và thời gian giao nhận hàng hóa, mà còn phải nắm chắc tâm lý của khách hàng, sử dụng linh hoạt các chiêu thức tiếp thị hiệu quả nhằm thu hút khách hàng hướng đến những sản phẩm có thế mạnh. Hiện nay thì các ứng dụng giao đồ ăn và bán hàng qua mạng xã hội là những nền tảng có tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cao nhất. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, xu hướng Omni Shopper, người mua sắm đa kênh, đang trở nên thịnh hành. Các kênh mua sắm phổ biến nhất hiện nay là website thương mại điện tử với tỷ lệ lựa chọn 78%, mua sắm qua ứng dụng trên điện thoại 47%, mua sắm qua mạng xã hội Facebook, Zalo có tỷ lệ là 42%. Bà Đặng Thúy Hà, giám đốc nghiên cứu hành vi khách hàng của Nielsen IQ Việt Nam cũng đã chỉ ra rằng livestream là một kênh bán hàng tiềm năng. 86% người được khảo sát cho biết muốn tìm những ưu đãi khuyến mãi độc quyền chỉ có ở livestream. 85% muốn tương tác với người bán hàng để có thêm nhiều thông tin và quan sát kỹ sản phẩm. 78% người xem bán hàng qua livestream vì cảm thấy giải trí, thú vị và cuốn hút. Mặc dù còn những vấn đề liên quan đến an toàn và bảo mật trên mạng, tỷ lệ người mua sắm trực tuyến trên các kênh ở Việt Nam vẫn còn rất cao. Do đó, hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới luôn là cánh cửa rộng mở đối với các doanh nghiệp.
Chuyển sang thông tin khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Sau chuỗi ngày tăng giá, gạo xuất khẩu Thái Lan quay đầu giảm vào đầu tuần. Trong khi đó thì giá gạo Việt trụ vững ở mức cao. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 12, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan bất ngờ giảm từ 7 tới 9 đô la một tấn với tất cả các loại 5%, 25% và 100% tấm. Trong đó gạo 5% tấm giảm 7 đô la còn 625 đô la một tấn. Trước đó suốt trong 3 tuần, giá gạo Thái Lan cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Nguyên nhân tăng giá theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan do nhu cầu mua sắm và Việt Nam thiếu hàng. Cụ thể thì nhu cầu mua gạo của Thái Lan tăng từ những thị trường như là Philippines và Brazil. Bên cạnh đó, giá trong nước cũng nóng lên khi chính phủ đã hỗ trợ vốn và lãi suất để người dân hoãn bán lúa ngay sau khi thu hoạch. Tuy nhiên, sau chuỗi ngày tăng núi dài thì giá gạo của Thái so với năm 2022 và dự kiến sẽ tăng thêm 6% trong năm 2024. Liên quan đến mặt hàng lúa gạo ở trong nước, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa không thay đổi nhưng giá gạo tăng nhẹ. Cụ thể, lúa OM18 giao dịch với mức giá từ 9.100 đến 9.200 đồng một ký. Giá gạo nguyên liệu OM18 điều chỉnh tăng 100 đồng một ký lên 14.100 đồng đến 14.200 đồng một ký. Với các mặt hàng khác, thị trường heo hơi miền Bắc không ghi nhận sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, giá thu mua ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên có sự điều chỉnh. Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đã giảm 1.000 đồng một ký về mức thấp nhất 47.000 đồng một ký. Hiện tại giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 47 đến 50.000 đồng một ký. Trên thị trường cà phê, sản phẩm Robusta giao tháng 1 trên sàn London giảm 1,49%, còn 2.572 đô la một tấn. Giá thu mua trong nước cũng đã được điều chỉnh nhẹ. Ở khu vực Đắk Lắk và Lâm Đồng, thương lái mua vào với giá 59.700 đồng và 58.700 đồng một ký. Với mặt hàng kim loại quý, giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều giảm mạnh sau khi chạm mức kỷ lục. Mở cửa phiên giao dịch ngày 5 tháng 12, giá vàng giao ngay ở mức 2.027 đô la Mỹ một ounce, thấp hơn 5% so với đỉnh của phiên giao dịch trước. Giá vàng trong nước cũng thay đổi tương ứng, vàng SJC được doanh nghiệp mua vào với giá 72,8 triệu đồng một lượng, bán ra 74 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch trước, giảm 200.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng một lượng chiều bán ra. Những biến động về giá cả vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hàng hóa thị trường ngày hôm nay. Còn Huy cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.